Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quấn vào một điếm và cái dòng ở trên nghe, bao nhiêu dòng ngang đó nghe. Đúng quy trình luôn. Ôm nhau luôn kìa. Đại buộc lâu quá không? Vừa ra hóa hai ông ở ngoài ôm nhau luôn hả? Đó. Viên Hàng Long này háo hức lắm nè, mấy ông muốn chào chứ cọc ghe xong làm xuống ghe. Người dân trên bờ coi rất nhiều, tập trung đây thôi, chờ lấy cột câu. Cả thước mấy đó mà đè xuống sát luôn. Đè luôn. Bằng cái bè rồi luôn. Chính cầu mình chính nó xong nữa còn phải phụ. Cậu có đơn giản để xuống đó đo canh bốc lắm mấy ghe kia cậu thấy nó không cao cao mà cái này nó sát cái đường không giống ai thì bởi vậy còn mà đi thi là nhất cái gì Thank you.
lúa me cũng đầu tư rất nhiều, lại mới mới bạn dọn nghe ngó càng đông nguyên đồng đầu đi chạy dài hết. Đúng rồi đó.
chỉnh cái hàng câu cái làm vòng nữa. Rồi vô luôn rồi đó. quay lại rồi à quay lại làm còn làm thêm vòng đó cũng như quay lại không cho vô đó về lại kìa. Coi được vòng nữa đó ông kia về lại để tưởng vô luôn rồi chưa kê okay đâu. Ông muốn gì làm cũng còn quay mặt lại vậy đó. Đây nè, muốn gì nè. Đó, cho nghỉ ngơi xíu đi, quay từ từ lại. Có chữ nè, chùa Cần, chùa gì, Bi Xét, Cần Long, Trà Vinh. Bi Xây. Trăng có tưởng là đi nghiên cứu không? Nhóc luôn á. À quách bích là trung bản nè. Coi tiếp. Về lại là làm tiếp nè. Bạn để uống gì Càng Long là đó, ngồi đầu ghe là quay lại. Không có vụ mà có người ngồi chỉnh chơi đâu. Long ai ngồi chỉnh chơi hết á. Lấy ngay lại. Cái anh hồi nãy anh cậu cái thằng câu là ông bị lái làm sao? Vô là không biết là con bơi nữa.